Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Cát Tiên Sa tổ chức cuộc thi mang tên Bác Hồ Người là Niềm Tin. Cuộc thi là dịp để cán bộ ngành truyền thông cả nước thể hiện nhận thức và tình cảm của mình về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc thi diễn ra tại các tỉnh thành Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và chung kết toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9. Xin chào. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện và được sự tài trợ bởi công ty cổ phần Vienna. Chúng ta biết chắc chắn là quý vị đang chờ xem những phần thi đấu rất hấp dẫn của các vận động viên. Tuy nhiên, Đinh Toàn phải làm một công việc quan trọng nữa, đó là giới thiệu đến quý vị danh sách của từng thí sinh trong từng đội chơi ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Thiên Kim, 10 tháng tuổi, cân nặng 9kg, thích xem quảng cáo trên TV. Hạng đuôi, thí sinh Tuấn Linh, 4 tuổi, cân nặng 24kg, sở thích là xem phim hoạt hình. Hạng nặng, thí sinh Ngọc Danh, 6 tuổi, cân nặng 30kg, thích đá banh và xem phim hoạt hình. Đội màu xanh, thí sinh Minh Phúc, 10 tháng tuổi, cân nặng 81kg, thích ngậm tay và ăn cháo. Wow. Thí sinh Chí Luân, 4 tuổi, cân nặng 22kg, sở thích thích đi nhà sách, đi siêu thị. Thí sinh Minh Quân, 6 tuổi, cân nặng 27kg, sở thích thích siêu nhân, thích khám phá và ẩm thực. Đội màu vàng, thí sinh Nguyên Khôi, 10 tháng tuổi, cân nặng 10kg, sở thích là xem ca nhạc. Thí sinh Thái Hân, 4 tuổi, cân nặng 21kg, sở thích thích chơi với bạn trai và hay kể chuyện về mình ở lớp. Thí sinh Đồng Ân, 6 tuổi, cân nặng 26.8kg, sở thích thích chơi các trò chơi vận động. Wow, các thí sinh của chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Thế còn quý vị khán giả, quý vị sẵn sàng chưa? Hy vọng tất cả đã sẵn sàng và chúng ta hãy cùng đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Long. Sẽ là phần thi đấu của các thí sinh nhỏ tuổi nhất của mỗi đội chơi. Và đặc biệt, hôm nay các thí sinh của chúng tôi chỉ mới có 10 tháng tuổi. Wow, cho nên trò chơi cũng rất đơn giản. Trò chơi sẽ mang tên là Bò Nhanh. Các thí sinh sẽ từ vạch xuất phát bò đến đích. Ai bò đến đầu tiên sẽ nhận được 3 điểm, người về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Các thí sinh có nghe chú Đình Toàn nói gì không? Ai nghe được rồi thì giơ tay lên. Có lẽ là không nghe được gì, nhưng không sao, bởi vì các thí sinh có được một quyền trợ giúp rất là lớn, đó là sự giúp đỡ của quý vị phụ huynh. Các anh chị sẽ kéo xe để các thí sinh bò theo. Và bây giờ xin mời đưa các thí sinh vào vị trí chuẩn bị. Dạ. Rồi, đặt các thí sinh xuống. Chuẩn bị. Không sao, không sao. Không sao mọi người. 1, 2, 3, bắt đầu. Mọi người. Đây đây con, đây. Lớp ơi. Theo con. Wow, chúng tôi đang nhìn thấy một sự xuất phát rất nhanh từ các thí sinh màu đỏ. Bà đi, con bà theo. Cho bà đi đây.
Không bỏ tiếp thế này. Bây giờ sao? Thôi, con bỏ tiếp đi. Thôi, bỏ bỏ tiếp nha. Rồi, con bỏ tiếp nha. Cốc, nhanh lên con. Con bỏ tiếp nha. Đi. Xin mời quý vị phụ huynh cùng ẵm em bé về đây với Toàn. Dạ. Và kính thưa quý vị, sau rất nhiều cố gắng với cả mồ hôi và nước mắt thì các thí sinh của chúng ta cũng đã về đến đích. Và kết quả như sau. Theo con, đội màu vàng, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Cốc ơi, con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Con bội bội sao? Bội bội khóc nhiều quá, nhưng cuối cùng bội bội cũng về đến đích và mang về 1 điểm về cho đội màu đỏ. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại ngay bây giờ với phần thi đấu của các đội vô địch hạng rồi. Kết thúc trò chơi bò nhanh, điểm số của các đội như sau: đội đỏ 1 điểm, đội xanh 2 điểm, đội vàng 3 điểm. Chào mừng quý vị đã trở lại với giải vô địch hạng rồi. Kính thưa quý vị, giải vô địch hạng rồi ngày hôm nay, các thí sinh của chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi mang tên bowling. Đánh bowling, mỗi thí sinh sẽ nhận được 3 quả banh bowling và nhiệm vụ các thí sinh sẽ lần lượt từng thí sinh một làm hạ ngã các chai bowling trước mặt của mình. Sau 3 quả banh, thí sinh nào làm ngã được nhiều chai nhất thì sẽ mang về 3 điểm cho đội của mình. Người thứ nhì sẽ nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, bây giờ 3 thí sinh nghe đây, Jem, Tina, Luân bước vào chỗ của mình. Đứng nghiêm coi. Đặt tay lên trước. Khởi động hai bàn tay của mình. Đưa lên trên cao. Đưa qua bên này. Đưa xuống dưới đất. Mỏi tay chưa? Mỏi rồi. Bây giờ đầu tiên con sẽ bắt đầu vòng thi của mình. Ba trái banh nhớ nha, không được vượt qua mức. Giải thứ nhất,
bắt đầu. Cố gắng, chúng ta còn lại 2, 4, 6, chai bụi linh. Cố gắng hạ bằng hai quá. Tina, con mấy tuổi? 4 tuổi. Tuổi con gì? Anh dê. Cô dê kêu làm sao? Dê dê. Cái gì nè? Ăn cơm với cá hả? Đó là hay quá, con dê và ăn cơm với cá. Rồi, bây giờ Tina, con hãy bắt đầu với quả banh đầu tiên của mình. Trái banh thứ nhất, bắt đầu. Rồi, trái thứ hai. Cố gắng nhắm cho đúng nào. Còn không đúng đúng trò chơi này phải. Trái thứ ba, cố gắng lên. Hay quá, ba trái banh mà không trúng một chai nào hết, rất là tuyệt vời. Bây giờ con phải bắt đầu với quả banh thứ nhất của mình. Con cầm lấy quả banh, nhớ cảm thấy chính xác. Quả banh thứ nhất, bắt đầu. Quả banh thứ hai. Con cố gắng lên nào, quả thứ ba. Và bây giờ mời cả ba thí sinh bước lên đây với chú Toàn, nhảy lên. Bước thêm một bước nữa. Và kính thưa quý vị, bằng việc hạ được rất nhiều chai bowling và còn lại 3 chai cuối cùng thì đội màu đỏ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Và còn lại 2, 4, 6 chai bowling, đội màu xanh nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Dạ, Tina con rất xuất sắc. Trời, 3 cái banh mà không trúng một cái chai bowling nào hết. Con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Và kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với phần thi đấu của các thí sinh ở giải vô địch Hạng Long. Chơi bowling đã kết thúc. Đội đỏ 4 điểm, đội xanh 4 điểm và đội vàng cũng 4 điểm. Các thí sinh giải vô địch Hạng Long của chúng tôi đã trở lại với quý vị rồi. Và trò chơi lần này sẽ là thi uống sữa. À, mỗi thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa với thể tích như nhau là 60ml. Và trong vòng 2 phút 30 giây, thí sinh nào uống được nhiều sữa nhất sẽ nhận được 3 điểm. Thí sinh uống ít hơn sẽ nhận được 2 điểm. Và người cuối cùng đương nhiên là chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Và bây giờ, phần thi uống sữa của các thí sinh bắt đầu. Hãy cố gắng uống sữa, uống thật ngon nào. Hay quá. Hai bạn trai đang làm rất tốt công việc. Bạn gái thì còn nhanh hơn. Cái bài sẽ không nhìn bạn đâu, bạn cố gắng nhanh lên. Vòng đầu tiên đội đỏ chỉ nhận được 1 điểm thì lần này họ đã làm rất tốt và làm rất nhanh ở phần thi uống sữa này. Và các thí sinh ơi, sắp hết giờ rồi, cố gắng lên nào. 5 4 3 2 1, không, hết giờ. Theo con bò đi đâu vậy? Đâu nào?
chú Toàn xem. Wow, hết sạch, con giỏi lắm. Vậy còn của heo con, chú Toàn coi nè. Nhưng vẫn còn y nguyên thì phải. Con không uống sữa à? Không. Rồi thôi con gặp chơi đi. Thế còn sắp con. Không. Nhưng mà như có đỡ hơn heo con một chút. Và bây giờ sẽ là phần công bố điểm. Bội bội, con mang về 3 điểm cho đội màu đỏ. Yeah. Đội màu vàng, heo con ơi, con chỉ nhận được 1 điểm thôi. Và đội màu xanh nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị hãy tiếp tục cùng chúng tôi trở lại vòng đấu của các thí sinh đã giải vô địch hạng rồi. Trò chơi uống sữa đã mang về cho các đội điểm số như sau: đội đỏ vươn lên 7 điểm, đội xanh 6 điểm và đội vàng 5 điểm. Chúc mừng đội màu đỏ. Và kính thưa quý vị, các thí sinh đã giải vô địch hạng rùa của chúng tôi đã trở lại rồi. Và lần này họ sẽ cùng nhau tham gia trò chơi thầy tả. Các con hãy bắt chước mẹ hoặc là bắt chước người lớn vậy. Chúng ta sẽ thay một cái tả cho em bé. Em bé chúng ta đã mặc sẵn một cái tả rồi, nhưng bé mặc cả đêm rồi, bây giờ chúng ta phải thay tả mới cho em thôi. Chưa, khi thay tả mới, chúng ta sẽ lột tả ra, sau đó bôi phấn vào cho em, nhớ nha. Và sau đó chúng ta bắt đầu mặc một cái tả mới. Và trong vòng 2 phút 30 giây, thí sinh nào mặc tả nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Người về nhì sẽ nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Bây giờ chú Đình Toàn sẽ tặng cho mỗi bạn một cái tả mới. Nhớ hãy mặc thật đẹp và thật cẩn thận. Và việc thay tả bắt đầu. Đúng rồi. Rồi. Bôi phấn cho em nào. Bôi phấn cho em. Rồi, bây giờ bôi phấn cho em đi. Lật em lại. Đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ có mặt cái tả mới nha. Xong rồi thì con ẩm em lên nào. Có lẽ công việc này thích hợp với các cô gái hơn các chàng trai, cho nên các bạn gái làm rất nhanh, còn các chàng trai thì đang lọng cọng không biết lật mặt nào cho đúng là mặt tả đây. Đúng rồi, kéo qua, kéo qua, kéo chặt qua, kéo chặt qua, chúng ta sắp hết giờ rồi, nhanh tay lên con. Nhanh lên, chúng ta sắp hết giờ rồi sếp. 5, 4, 3, 2, 1, 0, dừng lại. Thế nào xem con mặc được gì cho em rồi. Con người một bên tả một bên vậy. Một bên ưa. Con lộn rồi hả? Rồi, thế còn đội màu vàng. Wow. Vậy còn đội màu xanh. Chúng ta vừa có một kiểu mặt tả mới. Không biết mọi người có bắt chước được không, chứ tôi là tôi không rồi đó. Dạ được rồi. Bây giờ thì đội màu vàng, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Kiểu mặt tả mới này hoàn toàn khuyến khích và dành cho đội màu xanh 2 điểm. Thế còn đội màu đỏ, con cầm cái tả đưa cao lên. Cao lên nữa. Đúng rồi đó, con nhận được 1 điểm thôi, tại em bé chúng ta không có mặt tả.
cảm ơn cả ba thí sinh và cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi vòng thi đấu này. Chúng tôi sẽ trở lại ngay bây giờ với phần thi đấu của giải vô địch hạng nặng. Thay cả điểm số của các đội là đội đỏ 8, đội xanh 8, đội vàng 8. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Cát Tiên Sa tổ chức cuộc thi mang tên Bác Hồ Người là Niềm Tin. Cuộc thi là dịp để cán bộ ngành truyền thông cả nước thể hiện nhận thức và tình cảm của mình về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc thi diễn ra tại các tỉnh thành Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và chung kết toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Wow, sẽ là vòng đấu dành cho các thí sinh lớn tuổi nhất của mỗi đội chơi, hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn. Và trò chơi mà các thí sinh tham gia ngày hôm nay sẽ là chơi gôn kiểu mới. Mỗi thí sinh sẽ được ban tổ chức cung cấp một bộ đồ chơi gôn và hai quả banh. Nhiệm vụ các thí sinh là sẽ dùng gậy gôn đưa banh theo đường của mình đến nơi và lần lượt đưa vào lỗ gôn, sau đó quay về tiếp tục làm như vậy với quả banh thứ hai đưa vào lỗ gôn. Và thí sinh nào đưa được hai quả banh đầu tiên vào lỗ gôn sẽ là thí sinh chiến thắng và nhận được 3 điểm. Người về nhì sẽ nhận được 2 điểm và người cuối cùng sẽ nhận được 1 điểm. Cả 3 thí sinh, tôi muốn phỏng vấn các bạn một chút nào. Bây giờ ở đây bạn nào đã từng chơi gôn rồi giơ tay lên. Có ai chơi gôn chưa? Chưa. Minh Quân có bao giờ chơi gôn chưa? Chưa. Vậy thì bây giờ con nhắm là con chơi tốt trò chơi này không? Con biết cách chơi không? Dạ biết. Chơi như thế nào? Lấy gậy đánh banh đến cái lỗ xong rồi chơi banh vô, đánh banh vô cái lỗ. Đánh banh vô cái lỗ rất đơn giản đúng không nào? Thế còn bạn gái Đồng Ân, con có chơi gôn bao giờ chưa? Chưa. Vậy con có chơi một môn thể thao nào không? Có. Con chơi cái gì? Nhảy lò cò. Nhảy lò cò. Thôi nhảy lò cò cũng là một môn thể thao đúng không? Nó giúp chúng ta vận động rất là nhiều. Thế còn người thứ ba Ngọc Danh, cách chơi gôn như thế nào? Nói bạn nghe. Cái mình để gậy dây mật đánh. Có được dùng tay cầm banh bỏ vô lỗ không? Dạ không. Được dùng chân không? Dạ không. Nhớ nha, chỉ được dùng gậy đánh gôn mà thôi. Vậy thì bây giờ cả 3 thí sinh tất cả chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bước vào vị trí xuất phát. Bắt đầu. Khéo léo, cẩn thận. Nhớ đưa vào lỗ gôn của đội mình. Quay về với banh thứ hai. Đội màu xanh đã xuất phát với quả banh thứ hai. Không được dùng tay hả? Cẩn thận. Bạn gái trước đây là bạn trai trước đây. Không được dùng tay. Dựng cờ lên, đúng rồi. Cố gắng lên, áo vàng. Áo vàng, còn gắng lên. Đi lại. Còn bạn gái Minh Quân đứng vào vị trí của mình. Cố gắng lên. Ở bên này cơ mà. Hai bạn trai vỗ tay cổ động bạn gái nào. May mắn quá. Bây giờ thì các bạn hãy lùi về đây với chú Linh Toàn, nhanh lên. Hey. Như thế này. Đội xanh xuất phát rất nhanh và bạn đã trở về với quả banh thứ hai cũng rất nhanh. Đội màu đỏ, bạn chậm hơn. Tuy nhiên, việc đưa được hai quả banh vào đúng lỗ gôn
thì đội màu đỏ đã xuất sắc làm được đầu tiên và có nhận được 3 điểm. Yeah! Đã có một cuộc cạnh tranh rất gay gắt giữa đội màu vàng và đội màu xanh, nhưng đội màu xanh đã nhanh nhẹn hơn và có nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Còn đội màu vàng, chúng ta sẽ cố gắng ở lần sau, bởi vì vòng này con nhận được 1 điểm. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đến với các thí sinh ở giải vô địch hạng nặng. Trò chơi chơi gôn kiểu mới với số điểm như sau: đội đỏ bây giờ là 11 điểm, đội xanh 10 điểm và đội vàng 9 điểm. Các thí sinh của chúng tôi đã trở lại với quý vị rồi. Bây giờ trò chơi của chúng ta sẽ mang tên là Tô Cho Kín. Trong vòng 2 phút 30 giây, nhiệm vụ của các con là dùng tất cả những màu nào các con thích tô cho kín hết hổ giấy này luôn, không chừa một chỗ nào hết. Nhớ nha, ai tô kín nhiều nhất sẽ nhận được 3 điểm, người tô kín nhì nhì sẽ nhận được 2 điểm, và người tô còn chừa nhiều lỗ trống nhất sẽ nhận được 1 điểm. Nào, sẵn sàng chưa? Bước vào ghế ngồi, đưa tay nhặt lấy một cái bút đầu tiên. À ha, mỗi người có một sự lựa chọn màu sắc khác nhau, hay lắm. 2 phút 30 giây và nhớ tô cho kín cả tờ giấy. Bắt đầu. Nhanh tay lên, có thể tô bằng một tay, tô bằng hai tay. Và nếu như các bạn giỏi thì kẹp một cái bút bằng chân và tô luôn, các bạn chấp nhận hết. Màu tím, còn phải câu nhanh lên, còn câu về là không mua các bạn rồi. Tô nhanh lên, nhanh tay lên. Nhớ là chúng ta sẽ tô cho kín tất cả tờ giấy nha, tất cả cổ giấy của chúng ta, không chừa một chỗ trắng nào hết. Bạn thở dữ vậy? Chúng ta xem tác phẩm của các bạn. Đội màu xanh còn đứng lên, cầm luôn bản màu của mình. Đội màu vàng đứng lên. À ha, thế thì đội màu đỏ đứng lên. Kết quả sẽ như thế nào đây? Tôi phải xem kỹ lại một lần nữa mới được. Màu đỏ, vàng và màu xanh. Và kính thưa quý vị, 3 điểm sẽ thuộc về đội màu đỏ. Và 2 điểm sẽ thuộc về đội màu vàng. Chúc mừng đội màu vàng. Đừng gấp lại, mở ra đi. Bạn tô màu rất đẹp, chỉ có điều là chỗ trống hơi nhiều, cho nên bạn nhận được 1 điểm về cho đội màu xanh. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy chờ xem kết quả cuối cùng của 3 đội ngày hôm nay. Trò chơi Tô Cho Kín đã kết thúc. Và với số điểm, đội đỏ 14 điểm, đội xanh 11 điểm và đội vàng 11 điểm. Chúc mừng cả 3 đội. Kính thưa quý vị,
chương trình siêu quậy tí hon của chúng tôi ngày hôm nay đã có kết quả rồi. Đội màu xanh và đội màu vàng cùng nhận được 11 điểm, nhận được huy chương bạc với những phần quà là quà của nhà tài trợ và 1.200.000 đồng. Và đội màu đỏ với 14 điểm xuất sắc nhận huy chương vàng với những phần quà của nhà tài trợ và phần thưởng trị giá 3.000.000 đồng. Wow, cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau lúc 19 giờ trên HTV7. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Cát Tiên Sa tổ chức cuộc thi mang tên Bác Hồ, Người là niềm tin. Cuộc thi là dịp để cán bộ ngành truyền thông cả nước thể hiện nhận thức và tình cảm của mình về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc thi diễn ra tại các tỉnh thành Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và chung kết toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV9.